Khi mình làm phước hồi hướng thì mình hồi hướng cho người quá vãng xong, hồi hướng đến đạo quả giải thoát không à? Hay là phước hồi hướng mình chỉ được phép hồi hướng một thôi, và phước báo với công đức giống nhau hay khác nhau? Cái phước của mình á, mình không có giới hạn số lượng mà mình hồi hướng. Không sao hết trơn á. Nó giống như một cái ngọn lửa mà mình càng chia ra nhiều, càng thắp cho nhiều cây đèn, thắp cho nhiều cây đuốc thì nó càng sáng. Cái phước của mình hồi hướng cho càng nhiều đối tượng thì càng tốt. Cho nên không có vấn đề gì cả. Mình nên phân biệt giữa cái chuyện là hồi hướng cho nhiều người và hồi hướng cho nhiều chuyện. Hồi hướng cho nhiều người á là xuất phát được cái tâm từ muốn cho nhiều người họ được cái này được cái kia, mà hồi hướng được nhiều chuyện á là mình xuất phát từ tâm tham, làm có một cái mà muốn đủ thứ cái, thành ra là phân biệt ha.